Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố tiếp tục xét xử các vụ án lớn như vụ sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, vụ các nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy. Đây là thông tin vừa được đưa ra vào sáng nay, 14 tháng 6, tại hội nghị lần thứ 31 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, vụ án các nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ châu Âu về Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng công an đã triệt phá 180 đường dây, khởi tố 543 bị can, thu giữ hơn 212 kg ma túy các loại, 10 khẩu súng. Bước đầu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh chứng minh được các đối tượng bị bắt giữ đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền trên 25.000 tỷ đồng. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, từ việc phát hiện 4 tiếp viên xách tay ma túy, cơ quan điều tra đã phá đường dây ma túy lớn nhất lịch sử. Vụ án được phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 2023, khi cán bộ hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thấy có nhiều tuýp kem đánh răng lạ trong hành lý của 4 tiếp viên Vietnam Airlines trên chuyến bay VN10 từ Pháp về Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều ngày qua, dọc quốc lộ 12C, đoạn gần cảng quốc tế Lào Việt thuộc khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, có hàng trăm xe đầu kéo chở kali, than đá nằm im lìm dọc đường. Các phương tiện vận tải bị ùn ứ, mắc kẹt vì tàu chở hàng chưa thể cập cảng. Theo các tài xế, đây không phải lần đầu họ gặp vấn đề này. Về mùa nắng, hàng hóa dễ lấy, xe hàng chạy nhiều, nên nếu tàu không vào kịp đều phải chờ 1 đến 2 ngày. Còn những lúc mưa lớn, biển động mạnh, các tàu hàng cũng gặp khó khi cập cảng khiến hàng bị ùn tắc. Trong khi đó, hạ tầng bến bãi còn chật hẹp, tuyến quốc lộ 12C vào cảng có lượng phương tiện chở gỗ răm, xăng dầu ra vào khá nhiều. Công ty cổ phần cảng quốc tế Lào Việt cho biết, các xe bị mắc kẹt chủ yếu chở hàng quá cảnh từ Lào đi các nước Trung Quốc, Hàn Quốc. Hàng chưa thể bốc rỡ vì tàu cập cảng chậm. Đơn vị cũng phối hợp đơn vị liên quan yêu cầu tài xế đỗ xe gọn gàng, chờ tàu cập cảng để giải tỏa hàng hóa, không để ùn ứ kéo dài. Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội vừa có đề xuất thành phố quy định hạn chế xe ô tô vào phố cổ và hạn chế xe buýt đi vào các trục xuyên tâm. Đây là thông tin được ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm trả lời cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức vào ngày 13 tháng 6 tại hội trường Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, với đề nghị bố trí quỹ đất để làm bãi đỗ xe và bố trí xe buýt để giảm mật độ giao thông ở khu vực phố cổ, quận đã có đề xuất thành phố quy định hạn chế xe ô tô vào phố cổ và hạn chế xe buýt đi vào các trục xuyên tâm. Sau khi mở các tuyến phố đi bộ, thì tình hình giao thông trên địa bàn vào cuối tuần có một số điểm ùn tắc nhất định. Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã phối hợp tiến hành nghiên cứu lại việc tổ chức giao thông trên địa bàn, trước mắt triển khai bố trí giao thông tĩnh ở phần ngầm như vườn hoa, nhà hát lớn, quảng trường mùng 1 tháng 5. Đồng thời, quận điều chỉnh một số điểm ùn tắc cục bộ và tăng cường xe buýt nhỏ đi vào trung tâm của quận Hoàn Kiếm. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có hơn 7,8 triệu phương tiện tham gia giao thông, trong đó ô tô là hơn 1 triệu chiếc. Tốc độ tăng trung bình số lượng ô tô mỗi năm là 18%. Thưa quý vị, chưa đầy 2 tuần nữa là tròn 1 năm khởi công dự án đường Vành đai 4 vùng thủ đô. Hiện gần 98% mặt bằng đã được bàn giao cho chủ đầu tư để tiến hành thi công. Dù con số còn lại còn rất nhỏ, chỉ khoảng 2%, nhưng không vì thế mà lơ là bởi liên quan đến quyền lợi của người dân. Đây là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, trưởng ban chỉ đạo dự án khi đi kiểm tra tiến độ thi công của dự án. Tại công trường thi công dự án đường Vành đai 4, vị trí cầu vượt đường sắt tại huyện Mê Linh, ngay từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn đã tập trung máy móc, thiết bị, vật liệu, nhân công để thi công đồng loạt các mũi thi công. Hiện nhà thầu đã được bàn giao mặt bằng, không vướng công trình hạ tầng kỹ thuật và không phải xử lý đất nền yếu. Với tiến độ duy trì như hiện nay, nhà thầu cho biết sẽ hoàn thành đường song hành tại khu vực này về đích trước 18 tháng. Theo chỉ đạo của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thì chúng tôi sẽ cố gắng ngắn tiến độ là đến tháng 12 năm 2024 là cơ bản các nội dung chính là hoàn thành để thông tuyến. Đoạn của chúng tôi là từ địa bàn Sóc Sơn qua Mê Linh, từ km 0 đến km 13 của cái dự án đường Vành đai 4 Hà Nội. Trong số hơn 2% còn lại về giải phóng mặt bằng, chưa đáp ứng theo tiến độ chỉ đạo, chủ yếu liên quan tới đất ở, tái định cư và di chuyển công trình ngầm nổi. Ví dụ tại quận Hà Đông, dù chỉ có hơn 80 hộ đủ điều kiện tái định cư, dù thành phố đã thực hiện cơ chế đặc thù là xây dựng tái định cư cho người dân tại Thanh Oai, nhưng hiện vẫn còn 40 hộ đủ điều kiện nhưng vẫn chưa được xét duyệt do vướng mắc về cơ chế. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông đang tập trung rà soát,
phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, đảm bảo sớm bàn giao mặt bằng thi công dự án. Một số các hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đó, tuy nhiên các hộ cũng không ăn ở tại thửa đất trên. Nên do vậy thì cái việc mà xem xét bồi thường hỗ trợ tái định cư thì là vẫn chưa xem xét và giải quyết được. Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông cũng đã có báo cáo để thành phố xem xét đối với các nội dung nguyện vọng của người dân cũng như là xem xét các ý kiến kiến nghị của Hà Đông. Kết luận buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhận định, trong số hơn 2% tỷ lệ mặt bằng chưa giải quyết có liên quan trực tiếp tới cuộc sống của người dân, như diện tích đất ở còn lại bị chéo méo, nhiều gia đình có số khẩu lớn nhưng không thể chia tách do vướng quy hoạch. Từ đó yêu cầu các địa phương phải giải quyết thấu tình đạt lý, áp dụng các cơ chế đặc thù và linh hoạt để người dân không bị thiệt thòi. Chúng ta có quy định là có cái hạn mức đất ở nhất định trên cái tổng số mà diện tích người ta đang ở, các gia đình chia đất cho con. Nhưng mà nằm trong cái khu vực đã được quy hoạch, chúng tôi vận dụng các chính sách tối đa có thể thêm suất cho người dân để đảm bảo làm sao cho người dân cũng cơ bản đảm bảo được cái đáp ứng được cái yêu cầu của người dân, đảm bảo cuộc sống lâu dài. Bí thư Hà Nội cũng đề nghị với các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh các phần việc, chủ động phối hợp với các bộ ngành địa phương nhanh chóng tháo gỡ khó khăn giải phóng mặt bằng các công trình ngầm nổi, nhất là đường dây 500 kV và phấn đấu xong trong quý 3 năm 2024. Từ ngày 15 tháng 6, các cơ sở kinh doanh vàng phải kết nối với máy tính của ngành thuế, xuất hóa đơn điện tử cho khách khi mua bán vàng. Nếu cơ sở kinh doanh vàng không thực hiện sẽ bị rút giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên hiện nhiều cửa hàng vàng khó chứng minh được nguồn gốc vàng mua trước đây. Chỉ còn 2 ngày nữa, quy định về việc xuất hóa đơn điện tử khi mua bán vàng sẽ có hiệu lực. Nếu cửa hàng kinh doanh vàng không xuất hóa đơn sẽ bị rút giấy phép kinh doanh. Nhiều chủ cửa hàng cho biết đã bổ sung thêm máy móc thiết bị và yêu cầu kế toán cập nhật phần mềm kết nối với cơ quan thuế để xuất hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, điều mà không ít cửa hàng kinh doanh lo lắng hiện nay là một số vàng mua từ nhiều năm trước như là nhẫn, nữ trang của khách hàng cũ hoặc là khách lạ đều không có hóa đơn, chứng từ thì bây giờ khó chứng minh nguồn gốc để xuất hóa đơn. Nhiều cửa hàng chia sẻ, trước đây việc mua bán vàng chưa từng xuất hóa đơn nên bây giờ phải có thời gian chuẩn bị và đến thời điểm này chưa xong nên không dám trưng bày ra bán vì sợ sẽ bị phạt. Tại dự thảo nghị định về luật nhà ở, Bộ Xây dựng tách riêng nhà ở riêng lẻ kết hợp với cho thuê ở nhiều người thành một chương để quản chặt việc bán và cho thuê. Nhưng tại cuộc họp về dự thảo nghị định hướng dẫn một số điều luật nhà ở mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu loại hình này phải áp dụng quy chuẩn an toàn như là nhà chung cư. Quy định hiện nay, chung cư phải đảm bảo các quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy, khai thác sử dụng. Các quy định này nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Nhà ở nhiều tầng, căn hộ được bán cho thuê thường được biết tới là chung cư mini. Thời gian qua, nhiều địa phương có tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra và không xử lý kịp thời sai phạm với loại hình này. Điều này dẫn tới hệ lụy, gây quá tải về hệ thống hạ tầng đô thị, các tiện ích phục vụ sinh hoạt và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Thực tế đã xảy ra một số vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Do vậy, việc siết lại điều kiện xây loại nhà ở này, theo các chuyên gia sẽ khắc phục những bất cập hiện nay, đảm bảo nguồn cung cho thị trường khi đây là loại hình giải quyết nhu cầu nhà ở cho hàng triệu người.